Bồ Tát Công Tân Du Minh Toàn Pháp Danh Nhật Thắng nay con nghe Đức Phật giảng thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối chức Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai năng cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa ở nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhận đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sử dụng trăm ngàn phương tiện dân giác khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Đại Thánh Địa Tạng, con mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sau nạn, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý chú hệ mờ mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mong đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử đạo thành bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phẩm thứ 13 dạng dò cứu hộ độ nhân thiên. Một, Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đánh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trên nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi nơi pháp hội lớn có trên nghìn muôn bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát của các hàng trời rồng tam bộ chúng loài một lần nữa đem các hàng chúng sanh nhân kia ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi này giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh nó bị phải đọ vào các ác đạo dầu lệ chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó bị phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mà đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh của Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quyên theo thối ác, thoáng hạt có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền theo hối thất, còn như dương ác lại luôn tăng trưởng. Cũng vì lý đó nên ta phải chia thằng này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem chúng cho người giao phó cho ông. Trong đợt sau nhiều cửa hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trong chúc quý căn lành ở trong Phật pháp chân bằng sợi lông mây trong hộ cát giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng cho để họ thối thoát. Tại vậy nữa, nay Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau phải có trời hay người nào phải theo nghiệp của họ của thọ báo bị đổ vào trong ác đạo, đến khi bị đổ vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, nhân chúng sanh đó nếu có thể niệm đại danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt cái chúng sanh đó. Ông nên nhận thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói rằng: đời này đời sau chúng thiên nhân nay ta cần dạng bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo đọ vào trong. Hai, Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay không bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, quy xin Đức Thế Tôn cho lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng với thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó làm cho mau đang giải thoát trong đường sanh tử. Hơn nữa là nghe việc lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Bé hư không tạng bạch hỏi: lúc địa tạng bồ tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Bạch Tạng Bạch cùng Đức Phật bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này nghe Đức Như Lai ngợi khen ngôi thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hay có
thiện nam thiện nữ, cho nên tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này và nghe danh lợi của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời những kỳ ấy được bao nhiêu phước lợi của mang đất Thế Tôn, vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói được việc ấy cho 28 điều lợi đức Phật bảo ngài hư không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe cái này cho đến đặt tụng giường hương hoa, chúng hương hoa đồ ăn món y phục báu vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chim lễ, thời kỳ ấy được 28 điều lợi sau đây: một, các hàng trời rồng thượng hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chưa nhâm chân vô thượng của thánh; bốn, mãi không còn thối thất đạo bồ đề; năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, nhưng bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thân theo hộ trì; mười một, đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai; mười hai, đời sau làm con gái các hàng vương giả đại thần; mười ba, thân tướng xinh đẹp; mười bốn, phần nhiều được sanh về cõi trời; mười lăm, hạt làm bậc vua chúa; mười sáu, có cơ trí sáng biết rõ việc trong những đời trước; mười bảy, có mong cầu trì cũng được tội ý; mười tám, quyến thuộc an vui; mười chín, các tay vẽ bất ngờ đều dứt sạch; 20, các nghiệp vẽ đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm niềm chim bao an ổn vui vị; 23, những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ; 24, nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng; 25, các bậc thánh ngợi khen; 26, căn tánh lanh lợi thông minh; 27, nhiều lần từ mẫn; 28, rốt ráo thành Phật. Bảy điều lợi lại mày nữa này hư không Địa Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, hãy nghe các sự về bốn nguyện tu hành của Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lễ thời sẽ đạt bảy điều lợi ích: một, mau chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư Phật đến ủng hộ; bốn, không thối thoát bồ đề; năm, bổn lực được tăng trưởng; sáu, việc đời trước đều rõ biết; bảy, rốt ráo thành Phật; sáu, đại hội tán thán; bây giờ bất khả thuyết, tất cả đức Phật và đại Bồ Tát cùng tam bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đang nghe Thức Thích Ca Mâu Ni Phật thì ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chân thiện nghĩa bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đạo lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật về Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim lệ chắp tay mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.